Xin kính chào quý vị và các bạn, chào tất cả các bác đi mua bán hàng rong. Hôm nay em lại giới thiệu một bộ âm ly floor chuyên dụng cho các bác đi mua bán hàng rong. Có nghĩa là một cái đầu âm ly do bên em tự chế, chạy bằng bình ắc quy 12V. Nay em đã làm hộp nhựa. Trước đây em làm hộp bằng nhôm, nhưng bây giờ em đang ra một cái loại hộp nhựa. Hộp nhựa này là để theo yêu cầu của anh em. Cái chất lượng hộp nhựa này này, em đã quay rất nhiều video rồi. Hôm nay em test thử một đoạn để cho một bác khách ở trong Lâm Đồng. Bác này là, nói chung một ngày em thì rất là nhiều đơn, nhưng mà em tranh thủ cái đơn nào nhẹ nhẹ một bộ thì em sẽ quay lên cho bác nhé. Âm ly này là của hộp bằng nhựa này. Đấy, có một nút chỉnh là to nhỏ thôi, vì cái này là hắn chạy bằng mạch cả lá D, không chạy bằng IC, cho nên cái tỷ lệ chết ít lắm, không bị lỗi IC, vì nó chạy bằng mạch cả lá D. Hơn nữa là vỏ hộp bằng nhựa, cho nên là không bị chạm chập ở trên xe. Các bác đấu trên lắp trên xe không cần phải lốt, rất ok nhá. Bên em có hai mẫu loa, một mẫu loa 10 và một loa 15, như em các video trước em hay đăng. Cái loa này là loa 15 này. Đấy, các bác nào mà đi ô tô thì nên lấy loa 15. Các bác đi xe máy, như ví dụ như bắt chua mèo, các bác cũng nên lấy loa 15. Vì các bác đi vào làng bản xa xôi á, thì bác lấy loa 15. Tất nhiên là loa 10 với loa 15 thì nó phát thì cũng ngang, gần như ngang nhau, nhưng mà cái độ vọng của loa 15 nó vẫn xa hơn. Đấy, các bác đi làn bản mà các bác dùng loa 10 thì nó vọng không xa bằng loa 15, vì miệng loa 15 nó to. Đấy, thì một bộ nó bao gồm là một cái âm ly này, một loa 15 này, nếu bác loa mấy loa 10 thì lấy, mà lấy loa 15 thì lấy, một thẻ nhớ có tính giao sẵn luôn. Đấy, thì thẻ nhớ em đã cắm vào cái khay thẻ đây các bác này. Máy có thể kết nối Bluetooth này, cắm USB này, cắm thẻ nhớ này. Đấy, ở đằng sau máy có 4 dây jack nữa, thì dấu cộng là cộng bia quy, dấu trừ là trừ bia quy, và chữ loa thì các bác đấu dây nào cũng được. Đấy, hai dây loa, cái loa có hai dây, các bác đấu dây nào cũng được nha. Đây là công tắc nó mở này, em bật này. Đấy, không nói à, chỗ bán đấy, chỗ mèo bán à. Cái loa 15 nói ấm tiếng hơn bác. Đấy, chúa bán đi, chúa mèo bán đi. Đây là đây đường loa các nhá. Còn cái dây bình to em đang để kia, để đằng bên đằng sau kia. Chúa bán đi, chúa mèo bán đi. Bình loa em đây, cái bình này em đang để đất đấy. Còn cái chúa bán đi, chúa mèo bán đi. Đấy, các bác có thể đấu bình ô tô hay là bình xe máy, hay bình xe đạp điện, các bác cứ câu điện 12V lên là ok nhé. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Em đảm bảo với các bác là cái âm ly bằng nhựa của em đem đó, chạy bằng công suất mạch cả D, không dùng bằng IC. Em làm máy để cho các bác đi mua bán hàng rong rất là nhiều. Một năm em sản xuất không biết bao nhiêu là cái mà em thay đổi mốt, hoặc là em cố gắng để cho khách hàng được sự bền bỉ của khách hàng. Nay là em đã làm mạch cái đây nhá. Mạch cái đây là bỏ IC, là bỏ không bỏ IC là nữa các bác nhá. Đây là mạch, đây là IC là A này, là có vỏ hộp nhôm này. Đấy, máy chạy bằng công suất mạch IC này. Cái này bên trong đây không cần phải cái máy cái IC này các bác nhá, mà chạy bằng công suất mạch, công suất là cái lá D, là công suất điện tử. Đấy, các bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nhá. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Chó bán đi, chó mèo bán đi.
bán đi. Chó bán đi. Chó mèo bán đi. Chó bán đi. Chó. Thôi ok. Các bác có nhu cầu liên hệ đến số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Bộ loa chuyên dụng đi mua bán hàng rong. Các bác có muốn thâu bài hát, bài giao theo ý của mình thì hãy kết bạn Zalo số điện thoại của em. Bên em sẽ làm sẵn tiếng giao cho các bác luôn. Đấy, một bộ cũng bao gồm là một âm ly, một loa 10 hoặc một loa 15. Như loa này là loa 15. Thể nhớ có tiếng giao sẵn luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại của em. Bên em để chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Nếu các bác ở miền Bắc thì tầm 2 đến 3 ngày. Còn nếu như các bác miền Nam thì 3 đến 4 hôm. Rồi, video hôm nay tạm thời em làm đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác nhé.